dự án nhà phố thương mại Shophouse Artisan Park do tập đoàn Gamuda Land phát triển tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trên khu đất có tổng diện tích 5,2 hectare. Quy mô 350 căn nhà phố thương mại Shophouse cùng hệ thống tiện ích nội khu cao cấp với công viên mang tính nghệ thuật, khu dạo bộ thư giãn. Khu mua sắm với các dãy nhà phố thương mại Shophouse được thiết kế hiện đại và mang tính thẩm mỹ cao. Khu nhà phố Artisan Park tọa lạc tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, nơi có vị trí chiến lược của tỉnh Bình Dương, là vùng kinh tế phát triển trọng điểm của tỉnh với hệ thống cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh và nhiều tiện ích xung quanh. Đây là khu vực có tốc độ phát triển rất nhanh trong những năm qua, với vị trí có khả năng kết nối các vùng kinh tế của Bình Dương dễ dàng và không quá xa các khu vực trung tâm. Nhà phố Artisan Park sở hữu thiết kế hiện đại, linh hoạt, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại với âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam. Mỗi dãy nhà phố là sự phối trộn tinh tế giữa những thiết kế mặt ngoài đa dạng, mang đến không gian sinh động ngẫu hứng cho cư dân. Về pháp lý dự án Artisan Park, khu đất có diện tích 5,6 hectare phát triển dự án Artisan Park được công ty Gamuda Land với mức giá gần 54 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.229 tỷ đồng. Dự án sẽ có tổng giá trị phát triển 117 triệu đô la Mỹ, tương đương 4.028 tỷ đồng. Pháp nhân chủ đầu tư phát triển dự án Artisan Park là công ty trách nhiệm hữu hạn Gamuda Land Bình Dương. Về nhà phát triển bất động sản Gamuda Land, được thành lập từ năm 1995, là nhà phát triển bất động sản quốc tế thuộc Gamuda BH Tập đoàn, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia. Đến thời điểm hiện tại, Gamuda Land đã kiến tạo nên 12 khu đô thị và 9 dự án cao ốc tích hợp quy mô lớn ở Malaysia, Singapore, Việt Nam và Úc, có tổng giá trị phát triển GDP lên đến trên 5,5 tỷ đô la Mỹ. Bước chân vào thị trường Việt Nam năm 2007, Gamuda Land đã phát triển các dự án quy mô nổi bật như khu đô thị quốc tế Celadon City tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và khu đô thị kiểu mẫu quốc tế Gamuda City tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trên đây là một số thông tin dự án nhà phố thương mại Shophouse Artisan Park của Gamuda Land tại Bình Dương. Chi tiết cập nhật tại link ở phần mô tả bên dưới. Nhóm thông tin bất động sản Alo Căn Hộ SG.com cung cấp thông tin. Hãy like, share và subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất và ủng hộ chúng mình nhé.